Vì sao huấn luyện viên Uzaut Zimaka khen ngợi và cảm ơn U23 Malaysia? Theo huấn luyện viên Uzaut Zimaka, trước hết, tôi phải cảm ơn U23 Malaysia. Bóng đá ngày nay thi đấu không có sự tính toán ngoài lề, mà là cuộc đấu vì danh dự. Cả hai đội ngày hôm nay đều chơi hết sức cố gắng, U23 Malaysia luôn nỗ lực đến cùng để ghi bàn. Các cầu thủ của tôi cũng chơi rất tốt, vượt qua áp lực và giành được trận thắng. Huấn luyện viên Uzaut Zimaka đã dành nhiều lời ca ngợi U23 Malaysia. Tôi biết rất rõ đội bóng này, họ luôn thi đấu với quyết tâm rất lớn ở mọi trận đấu, đặc biệt với tinh thần không bao giờ bỏ cuộc. Do đó, tôi nghĩ ở trận gặp U23 Việt Nam, U23 Malaysia hoàn toàn có thể giành chiến thắng danh dự để ra về trong thế ngẩng cao đầu. Còn chúng tôi sẽ đối đầu với U23 Hàn Quốc và mọi chuyện đều có thể xảy ra. Sự khích lệ này của huấn luyện viên Uzaut Zimaka nhằm giữ tinh thần cho U23 Malaysia. Vì nếu đội bóng của huấn luyện viên Maloney vẫn còn động lực thi đấu và chơi quyết tâm, thì ở trận đấu cùng giờ lượt cuối, U23 Thái Lan gặp U23 Hàn Quốc sẽ có nhiều cửa đi tiếp. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!